Xin chào mừng quý vị và bạn đến với lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay. Với những nhận định từ khoảnh khắc bóng đá cho trận đấu giữa câu lạc bộ Ninh Bình và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đã lâu lắm rồi thì chúng ta mới bắt đầu nóng lên với những cái tên ở giải đấu hạng nhất. Ngày hôm qua thì Công Phượng với câu lạc bộ Bình Phước đã tạo ra một nguồn cảm hứng lớn dành cho giải đấu này, giải đấu cúp quốc gia đến từ những cầu thủ hạng nhất. Vâng thưa quý vị và bạn, Công Phượng đã mang tới lượt view vô cùng lớn và chúng tôi đã có những cái đo kiểm và kiểm đếm ở trên mạng xã hội truyền thông thì số lượng từ khóa tìm kiếm về Công Phượng và bàn thắng của Công Phượng đã tăng lên đột biến lên tới con số hàng triệu thưa quý vị và bạn. Đây thực sự là một trong những sức hút mà không phải đội bóng nào tại V-League cũng làm được. Kể cả ngày hôm qua có hai trận đấu rất hay tại giải đấu V-League là trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội FC. Cùng với đó là Sông Lam Nghệ An thi đấu với câu lạc bộ Nam Định trong trận đấu muộn của vòng đấu thứ tư giải đấu V-League. Nói như thế để thấy rằng các trận đấu của đội bóng hạng nhất bây giờ cũng được quan tâm tương tự. Vâng, chia sẻ để chúng ta cùng nhau đến với trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu giữa câu lạc bộ Ninh Bình Phú Đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ninh Bình Phú Đồng thì nói rằng bây giờ họ đã là một đội bóng không khác gì đội bóng V-League. Nếu như bỏ các ngoại binh ra thì tôi dám khẳng định rằng các đội bóng tại giải đấu V-League còn bắt đầu ngán ngẩm với đội bóng Ninh Bình bởi họ đã đầu tư rất rất lớn. Vậy trong đó là những cầu thủ nào mà chúng tôi đã liệt kê và gửi tới quý bạn? Chắc chắn nó sẽ là một trong những trận đấu mà quý bạn sẽ vô cùng quan tâm. Trận đấu của Hoàng Đức và Đặng Văn Lâm. Ngoài ra rất nhiều cái tên như là Hữu Tuấn, như là Quốc Việt, Thanh Bình rồi Đức Việt của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chuyển tới cho câu lạc bộ Ninh Bình. Vâng thưa quý bạn, chúng ta hãy đến với những nhận định để cùng nhau chia sẻ với thông tin trước khi đến với những hình ảnh trực tiếp trận đấu này vào lúc 19:15 tại sân vận động Thống Nhất thưa quý bạn. Vâng, trong khuôn khổ vòng loại cúp quốc gia năm 2024-2025 mà chúng tôi cập nhật thì trận đấu mà người ta quan tâm tiếp theo đó chính là trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Ninh Bình. Đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ không tốt ở hai trận đấu gần đây tại đấu trường V-League nên trận đấu mở màn cúp quốc gia này là cơ hội để họ tìm lại cảm hứng khi thi đấu với một đội bóng hạng nhất thưa quý bạn. Tuy nhiên điều này chẳng hề dễ dàng một chút nào với huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Dù lâu nay các đội bóng ở đấu trường V-League luôn chiếm lợi thế so với các đội bóng hạng nhất. Sở dĩ nói thế vì dù chỉ thi đấu toàn nội binh theo quy định nhưng ở cuộc đối đầu này thì chẳng dễ dàng cho đội bóng chủ nhà một chút nào như chúng tôi đã nhận định ở phía trên. Do các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khó bề so bì với chất lượng của đội bóng Ninh Bình. Khá bất ngờ đúng không ạ? Một trận giải đấu hạng nhất, một đội bóng đến từ giải đấu hạng nhất nhưng lại có một chất lượng vô cùng là đẳng cấp thưa quý bạn, đẳng cấp hơn so với những cầu thủ đến từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ nhắc lại lực lượng của Ninh Bình thực chất là các cầu thủ của đội bóng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng sau đó đã được hoán đổi cho Ninh Bình với mục tiêu là thăng hạng mùa giải năm 2024-2025. Vậy nên với những gương mặt ấn tượng từ khoác áo tại giải đấu V-League, thậm chí là đội tuyển quốc gia Việt Nam trong những trận đấu chính thức và những giải đấu vô cùng đẳng cấp thì với những Văn Lâm, với những Hữu Tuấn, với những Thành Thịnh, Văn Việt, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, rồi Văn Thuận, Trần Thanh Bình, Đinh Thanh Bình, Mạch Ngọc Hà, Phạm Văn Thành, tiền vệ Nguyễn Quốc Việt, Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình. Đây sẽ là một trong những cuộc cách mạng cực lớn và đội bóng chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải đối đầu với một đội bóng cực mạnh. Ở cuộc so kè này thì đang là chủ nhà nên mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là giành chiến thắng, nhưng việc chỉ thi đấu toàn nội binh trong một cuộc đấu thực sự không hề dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Vương. Ở chiều ngược lại thì Ninh Bình cũng đang đặt mục tiêu phải thắng trong trận đấu này, hòng có sự mở màn may mắn cho giải đấu năm 2024-2025 của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Trận đấu này câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không thể sử dụng các ngoại binh theo quy định. Với nội binh thì đội chủ nhà có đủ lực lượng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại thì câu lạc bộ Ninh Bình vẫn chưa có sự phục vụ của Hoàng Đức do không kịp đăng ký. Trong lúc thì Văn Thuận đang dính chấn thương nên cũng không thể góp mặt. Đấy là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật mới nhất trong thời điểm này. Cả hai đều chưa đối đầu với nhau ở giải đấu năm 2023-2024. Lực lượng của Phú Đồng không quá mạnh khi đây chỉ là đội bóng trung bình yếu. Tuy nhiên mùa giải năm nay thì hoàn toàn khác so với những giải đấu trước. Ninh Bình đã thay ra đổi thịt một cách nhanh chóng. Chỉ trong khoảng hơn một tháng thì bầu thụy của đội bóng này đã mang về nhiều bản hợp đồng lên tới con số hàng chục tỷ thưa quý bạn. Vâng, con số đó là một con số không hề nhỏ dành cho những đội bóng đến từ giải đấu hạng nhất.
Vâng, con số tương đối lớn đấy các bạn ạ, lên tới cả 100 tỷ để đầu tư vào câu lạc bộ Ninh Bình trong thời điểm hiện nay. Nó là một con số vô cùng ấn tượng dành cho một đội bóng đầu tư bài bản như thời điểm hiện tại. Ninh Bình đang có mục tiêu quan trọng là lên chơi V-League. Bên cạnh đó là giải đấu cúp quốc gia này cũng sẽ là một mặt trận mà họ sẽ phải toàn tâm toàn lực, bởi đó là nơi chứng minh năng lực của cầu thủ tốt nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cùng câu lạc bộ Ninh Bình sẽ phải thi đấu với tinh thần hoàn toàn khác. Những áp lực dành cho họ bởi trận đấu này sẽ mang cho đội bóng Ninh Bình những cơ hội mở ra. Người hâm mộ đá cũng đang quan tâm bởi những cầu thủ có mặt ở trên sân là những cầu thủ như chúng tôi đã chia sẻ, là những Văn Lâm, là những có Quốc Việt, Thanh Bình, rồi Hữu Tuấn, Thanh Thịnh, Văn Việt, đúng không ạ? Lê Minh Bình, Đinh Thanh Bình vẫn đầy đủ lực lượng mạnh để thi đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vào lúc 19:15 ngày hôm nay, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Ninh Bình diễn ra tại sân vận động Thống Nhất. Nếu như quý vị bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đến sân để theo dõi. Với thời điểm hiện tại thì không khí tương đối là mát mẻ. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể theo dõi trên các nền tảng số của FPT cũng đã thâu tóm tất cả những cái giải đấu như thế này rồi. Và chúng tôi xin chia sẻ rằng là Khuấy Khóc Bóng Đá cũng sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất về kết quả trận đấu. Ngày hôm qua thì Công Phượng cũng đã vô cùng hay với bàn thắng của mình, ra mắt vô cùng ấn tượng và có hàng vạn khán giả tại sân vận động Bình Phước. Không biết là tại sân vận động Thống Nhất ngày hôm nay thì người ta có muốn vào sân để theo dõi những Đặng Văn Lâm, những cầu thủ tốt như Quốc Việt, Đức Việt, Thanh Bình, Hữu Tuấn, rồi những cầu thủ đã thành danh trong mỏ đội tuyển gia Việt Nam không? Thì chúng ta hãy chờ đợi vào chiều ngày hôm nay để thống kê một con số cụ thể nhất khi mà họ vào sân để cổ vũ cho cả hai đội bóng. Vâng, đó chính là những nhận định và chia sẻ của chúng tôi trong trận đấu này. Và có thể nhắc tới đội hình thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với thủ thành Lê Giang, Patrick Lê Giang, Thanh Thảo, Ariano Smith, Hạ Long, Hoàng Phúc, Việt Hoàng, Huy Toàn, Minh Trung, Thanh Long, Ngọc Long và Ngọc Hậu. Trong khi đó Ninh Bình đọc tên, chúng tôi không nói là Ninh Bình thì nếu các bạn đọc tên như thế này có phải là một trận đấu tại giải đấu V-League không hay không? Văn Lâm, Thanh Thịnh, Hữu Tuấn, Văn Trường, Văn Việt, Ngọc Hà, Ngọc Tỉnh, Thanh Bình, Văn Thành, Quốc Việt, Minh Bình. Vâng, thưa quý bạn, gần đó những cái tên rất là quen thuộc đúng không ạ? Trong đó có Văn Lâm, trong đó có Hữu Tuấn, trong đó có Văn Việt, trong đó có Thanh Bình, trong đó có Quốc Việt, Minh Bình. Vâng, hàng loạt cái tên chơi vô cùng ấn tượng trong thời gian vừa qua. Vâng, chúng tôi sẽ gửi tới quý bạn và hy vọng rằng các bạn sẽ đồng hành với Khoảnh Không Đá. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin từ kết quả những cái trận đấu V-League ngày hôm qua. Những cái trận đấu phải nói rằng vô cùng hấp dẫn, mà câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng phải đăng đàn trên mạng xã hội rằng một trận đấu vô cùng trung thực. Vâng, sự trung thực đến từ việc các trọng tài đã làm tất cả để có thể tạo ra một trận đấu công bằng. Khi mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bị bù giờ đến tận 14 phút, trong khi đó chỉ có 6 phút thi đấu ở trên sân là bù giờ mà thôi. Nhưng cuối cùng thì cái việc trọng tài đưa thêm những cái thông tin, đưa thêm những cái thời gian vào để thi đấu thì cho thấy rằng những cái phát ngôn của Phó Chủ tịch Thường trực ông Trần Quốc Tuấn đã nêu rõ rằng là các trận đấu sẽ phải trung thực bằng cách là không được câu giờ. Nếu ai câu giờ thì chúng ta cộng thêm. Đơn giản thế thôi. Và câu lạc bộ Công an Hà Nội ngày hôm qua thi đấu cũng hay, phòng thủ chắc, tấn công hay, nhưng những ở cái phút cuối cùng khi mà ức chế thì họ cũng đã thi đấu với cái tinh thần mà phải nói rằng là sẩy một chân, sai một ly đi một dặm các bạn ạ. Chỉ trong thoáng chốc thôi đã bị gỡ hòa. Tuấn Hải là người ghi bàn gỡ hòa, trong khi đó thì Công an Hà Nội người ghi bàn là Arthur. Vâng, đó chính là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật về kết quả giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội FC. Các bạn cũng chỉ cần biết đến thế thôi, tại vì nói thật sự là trận đấu tại sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm qua vô cùng nóng bỏng và ai cũng sẽ quan tâm và theo dõi ở các kênh sóng của FPT. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ Nam Định cũng đã có chiến thắng 4-1 trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tại sân nhà. Nam Định đã có bàn mở tỷ số ở phút 35 của trận đấu sau đường chuyền của Lucas Silva. Từ đường chọc khe của Henryo, Silva đã thoát xuống và sút bóng. Đầu hiệp 2 thì Sông Lam Nghệ An để bóng chạm tay và Xuân Son là người ghi bàn. Chưa đầy 10 phút sau thì tiền đạo mới nhập tịch quốc gia Việt Nam đã lập cú đúp trong trận đấu và ghi dấu ấn lớn với người hâm mộ đá Việt Nam. Ở hai bàn thắng trước Nghệ An là những pha lập công của Xuân Son ở mùa giải năm 2024-2025. Ở 3 vòng đấu trước đó tại giải đấu V-League thì Nguyễn Xuân Son chưa có bàn thắng. Và có một món quà tuyệt vời dành cho cầu thủ vừa lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, đó chính là Tô Văn Vũ. Cầu thủ này đã có bàn thắng cuối cùng nâng tỷ số lên 4-1 để có thể giúp cho câu lạc bộ
Công an Hà Nội câu lạc bộ Nam Định có được chiến thắng với tỷ số 4-1 tại sân nhà. Xuân Son bắt đầu có những cái dấu hiệu quay trở lại với đường đua của những người ghi bàn nhiều nhất. Có lẽ nếu mà lúc này anh ghi bàn nhiều thì anh sẽ được liệt vào những cầu thủ nội có thành tích ghi bàn tốt nhất, đúng không ạ? Chúc mừng cho Xuân Son và hy vọng Xuân Son sẽ chứng minh năng lực của mình và trong thời gian sắp tới anh sẽ nỗ lực hơn nữa để cống hiến cũng như mong muốn sẽ được lên đội tuyển Việt Nam thi đấu. Vâng, đó là toàn bộ những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.